Đây, Tín Nghĩa, tiệm cơm chay, cả trăm năm rồi đó bà con. Những người bán trong đó giờ những người tàn là những người già và lớn tuổi không á. Và hình như là không có hậu vệ, không có truyền lại cho con cháu, cho nên giờ là cứ bán thôi. Khi nào bán hết nổi thì nghỉ, còn có sức khỏe thì bán. Rồi bên kia đó là chợ Bến Thành, hồi xưa là Bùng Binh nè. Bùng Binh này người ta gọi là Bùng Binh Quách Thị Trang. Đây là gọi là Bùng Binh Quách Thị Trang. Trước đó nữa như là nó có một cái tên nữa là Công Trường Diên Hồng nữa bà con. Rồi bên tay phải 30 gò đây là Bốt Lê Văn Keng nè. Trụ sở gì quên bà rồi. Cái gì mà đường sắt á bà con. Bây giờ đường sắt á mà xưa là cái gì đó tự nhiên 30 gò quên tên rồi. Bà con bác biết nhắc giúp 30 gò chứ. Đây là Bệnh viện Đô Thành nè. Chẩn y viện Đô Thành. Rồi đây là nhà hàng Thanh Bạch nè. Nhà hàng Thanh Bạch. Rồi đây là rạp Vĩnh Lợi nè, bây giờ là hoàn thành nè. Kế bên F-Studio này hồi xưa là cái hầm rượu á bà con. Hầm rượu vang đỏ. Còn cái gọi FPT này xưa là nhà thuốc Tây. Rồi con đường này đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Rồi bà con có bắt có thể tưởng tượng không, bên tay phải 30 cầu đây nè, hồi xưa là mấy cái người ta dựng ra mấy cái cây dù nè, hoặc là mấy cái bạc tre á bà con. Nơi đây hồi xưa là một cái con đường sách. Mình gọi là đường sách nha, chứ không phải là gọi là chợ trời bán sách luôn á. Đó, khu chợ trời bán sách ở đây nè. Sách cũ, sách mới, báo chí gì đó ở đây. Đó, bên tay phải này là Bộ Công Chánh. Đó. Bên tay phải 30 cò đây nè, hồi xưa là cái bưu điện Quận Nhất. Đây là xưa là cửa hàng Viễn Đông, có bán nước mía. Còn đây là Thương Xá Tắc nè. Đó, Thương Xá Tắc bên đây nè. Đó, cái chỗ này là chỗ bãi giữ xe đi vô nè. Trời, chuẩn bị làm một cái lễ hội gì nữa nè bà con. Wow, lễ hội này thấy văn bạc lên hoành tráng nha. Tại sao mà để đất đá lẫm chởm vậy ta? Ba mày còn thấy này nó hơi bị dở. Nếu mà chuyên gia mà làm lễ hội này nhiều thì nên cán nhựa đi. Nó đâu có bốn bao nhiêu tiền đâu, cán nhựa cho nó đàng hoàng, cho nó làm đẹp. Bà con quá thấy không? Nếu mà đã đứng này để cho thuê, cho đồ để làm, bà con quá thấy không? Đá lẫm chởm gì, nó mất mỹ quan quá. Mình cán nhựa bà luôn cho rồi đi. Còn đây là khách sạn Kim Đô. Kim Đô này 4 sao. Nơi đây là xưa là từng một cái showroom của hãng xe đồ luôn đó bà con, ơi đồ luôn nhé. Rồi con đường này là con đường Nguyễn Huệ. Ôi cha trời, bên đây nữa nè. Mất con rồng rồi. Đường đường bà con, bác con rồng đã bị hạ rồi. Uổng quá. Chắc là tại nó bạc màu quá rồi. Hoặc là đang chuẩn bị làm một cái chương trình gì mới hơn cho nên người ta hạ con rồng xuống. Đó, khách Tây du lịch kìa bà con. Khách Tây bây giờ bắt đầu người ta tới Sài Gòn đông lắm. Bồ câu à. Bên tay phải 30 cầu đây là toàn Hòa Giải nè. À.
chuẩn bị làm cái gì nè bà con. Bà mới thấy họ dựng lên mấy cái sạp này nè. Ở đây người ta dựng sân khấu rồi mà con, không biết dựng hay hạ xuống trời. Wow, cái dàn âm thanh này ghê, chất lượng ghê mà con. Mà ba mấy con không biết là họ đang dựng lên hay nó hạ xuống nữa. Bên phải là đường Hải Triều, hồi xưa là đường Phú Kiệt. Cái tòa nhà này hồi xưa chứ, hồi xưa người ta gọi cái tòa nhà này là Imesco, tòa nhà Imesco. Bên kia đó là tổng nhà ngân khố bà con, trước năm 75. Bây giờ nó là kho bạc. Khu này thì bây giờ vẫn chưa cho thuê mặt bằng được nè, nhưng mà cũng không thấy bản cho thuê luôn. Và ở Sâm Ngọc Linh nè, ở trên Công Tum nè, ba mươi gò bữa dẫn bà con bác đi ăn rồi đó. Ở bên đây là nhà sách Nguyễn Huệ nè bà con. Nhà sách Nguyễn Huệ này hồi xưa trước năm 75 là cái ngân hàng kỹ nghệ. Ngân hàng kỹ nghệ này là sau này giờ có mở một cái khu công nghiệp kỹ nghệ ở Biên Hòa đó bà con. Mà bây giờ mình thường hay gọi là khu công nghiệp Biên Hòa 1 đó bà con. Có một lần ba mẹ cũng đi vô quay cho bà con và bác xem rồi đó. Nhưng mà nghe nói là bây giờ cái khu đó bây giờ chuẩn bị giải tỏa đó bà con. Ngay chỗ hồi đó mình gọi là ngã ba Vũng Tàu, bây giờ là ngã tư Vũng Tàu á. Bây giờ nghe nói là chuẩn bị đập bỏ rồi. Có dịp để bữa nào ba mày gồ lên Biên Hòa chuyến nữa ha, quay cho bà con có bác xem cái khu kỹ nghệ đó. Khách Tây nè bà con. Quá trời không. Những người này là những người đem tiền tới cho Sài Gòn đó. Họ tới họ ở, họ ăn, họ uống. Khách nước kìa. Mà bên kia là Red, bên đây là tòa nhà Eden. Hồi xưa trong đó nó có cái rạp Eden đó bà con. Bên kia là rạp Red. Rạp Eden đây nè. Trời ơi, khách Tây không nè, thấy không? Họ treo đèn nè bà con, ba mấy cô thấy họ đang treo đèn nè. Bên đây phải này xưa là lối đi vô cái rạp Eden nè. Cái trung tâm Eden này ba mấy cô cũng đã từng đi vô rồi. Trước mặt bà con bác đấy, trước năm 75 nơi đây là tòa đô chánh. Tòa đô chánh ở đây nè. Giờ là ủy ban nhân dân thành phố. Nơi đây hồi xưa là một cái tượng tượng điêu khắc Kỷ Hà hả ta, chắc vậy quá ha. Nơi đây biểu tượng của không quân
không phải gọi là không lực á. Bên đây là rạp Red nè, rạp Red này đó, ba mẹ cô cũng vô coi phim rồi nè. Công viên này là gọi là công viên Đống Đa. Bên đây phải ba mẹ gọi đây là Mini Red nè, đường Lê Lợi. Ở đó đây là có hủ tiếu Phạm Thị Trước nè. Kế bên đây là kem Bạch Đằng. Trước năm 75 nó không phải là kem Bạch Đằng mà nó gọi là tiệm kem Mai Hương. Bên kia là nhà hàng Kim Hoa. Còn đây nè, cái tòa nhà bự bự cao cao nè, hồi xưa đó là rạp Vinh Quang, hay gọi là Casino Sài Gòn đó. Đó, bên kia bưu điện. Ủa, mình đèn đỏ. Bên kia cửa hàng Viễn Đông có xe nước mía nè, có bò bía nè. Rồi có cái gì ta? Pháo lấu. À, bà con bác còn nhớ không? Pháo lấu hồi xưa có cái ông người Tàu á, ổng sắc mấy cái cây pháo lấu ghim vô cây á, rồi xịt tương ớt tương đen lên. Rồi trên cái đầu que ổng hình như là ba mẹ còn nhớ là đất ổng có màu xanh với màu đỏ hay sao á. Rồi sau này cái ăn xong rồi đó cứ cầm mấy cái que ra mà tính tiền. Kế cái nhà hàng Kim Hoa này nè bà con, đó là nhà sách Sài Gòn. Trước năm 75 là có nhà sách Sài Gòn nha. Nhà sách Sài Gòn bên tay phải, ba mày gồ đây. Bây giờ nhà sách Sài Gòn tự nhiên nó nằm dưới kia. Dưới kia hồi xưa nhà sách Sài Gòn, bây giờ là hồi đó là nhà sách Sai Trí. Còn nhà sách Sài Gòn nằm ở đây nè bà con, bên tay phải ba mày gồ nè. À. Rồi cái tiệm mà Tân Tân này nè bà con. À. Không phải Tân Tân trên kia, là hãng là cái tiệm cắt tóc màu đẹp á. Cái chỗ Tân Tân nè. Tiệm cắt tóc này nổi tiếng lắm. Hồi xưa xưa dân sang rồi mới vô nha, ăn mặc đàng hoàng mới vô nha, đông lắm. Còn đây là cái gì nè, cái này là hồi xưa là tiệm thuốc tây nè. Rồi kế bên đây là cái thương xá Tâm Đa đó. Trời, thương xá Tâm Đa này đó ba mấy cô cũng vô rồi nè. Sau này nó đổi thành cái trung tâm ITC á. Và sau này nó cháy ghê lắm. Đây là vụ cháy lớn nhất Sài Gòn luôn nè. Chết nhiều người lắm. À, đường này đường Nguyễn Dung Trật nè. Hồi xưa đây có nhà hàng Kim Sơn nè. Ở trên đó là cái vũ trường Bồng Lai, hay còn gọi là nhà hàng Bồng Lai cũng được. Rồi rồi đập luôn rồi, chết rồi chứ. Sao đập uổng vậy? Đó, đây ở trên này là nhà hàng Bồng Lai. Còn đây là nhà hàng Thanh Thế nè. Cái cổng nó đi vô thương xá Tâm Đa xưa nó nằm đây nè bà con. Đó, đây là nhà hàng Thanh Thế nè. Đó. Xin thưa với bà con cô bác, ngay chỗ nhà hàng Bồng Lai nè bà con, vũ trường Bồng Lai đó. Cái thời mà cái đặt giải mà Thanh Tâm đó bà con, nghệ sĩ Thanh Nga xưa là nhận giải trên đó đó bà con. Ngay chỗ nhà hàng Bồng Lai trên đó đó, là cái nơi mà năm 1900 không nhớ, như 58 á, nghệ sĩ Thanh Nga là cái người đặt giải Thanh Tâm đầu tiên. Và đang nhận giải trên cái chỗ nhà hàng Bồng Lai cho nó đó. Con đường này đường Lưu Văn Lan, hồi xưa là Tạ Thu Thâu. Trong cái tuồng mà tiếng hát tiếng trống mê linh đó bà con, có một cái câu mà hồi đó bà con cô bác có còn nhớ cái cảm xúc mà khi mà lúc mà cái nghệ sĩ Thanh Nga mà coi như là nói lên bốn cái chữ mà rồi. Đây là đường Lê Thánh Tôn nè. Xin thưa bà con cô bác, bên tay phải ba mươi gò đây nè, đường Lê Thánh Tôn, chỗ có con sư tử rồi bà con. Trên cái bức tượng phù điêu á bà con. Nơi đây bà con có bác còn nhớ không, nơi đây là hồi xưa là nổi tiếng nhất là cái gì, bán vàng lá.
hình như ba Michael nhớ là hình như là có tiệm bán vàng lá Nguyễn Thế Tài. Với thêm một tiệm nữa tên gì không nhớ. Rồi đường này đường Phan Chu Trinh. Đó, đây là chợ Bến Thành. Rồi con đường này đường Nguyễn An Ninh nè. À, nơi đây là nơi đổi đô la lớn nhất Sài Gòn luôn bà con. Nơi đây coi như là mấy người này là cái ai mà mê đếm tiền á là xin vô đây làm. Xin thưa bà con bác, ai mà mê đếm tiền á thì cứ xin vô đây tối ngày cứ đếm tiền, tha hồ đếm luôn, đếm từ sáng đến tối đếm đếm mà không biết mệt mỏi luôn. Con đường qua đây là đường Trương Định nè, hồi xưa là Trương Công Định. Kia là tiệm cơm Đồng Nhân, cơm Bà Cả. Đây là hồi xưa có nhà hàng cây dừa nè. Đó. Khách sạn New World. Bà con có bác còn nhớ không? Ở đây có một cái ngôi trường, mình như ba mày còn nhớ không? Làm trường Tân Thanh. Có không ta? À, ngay đây nè, cái cổng trường ngay đây nè bà con, đi vô. Rồi bên đây. À. Bún chả Hà Nội. Bún chả Hà Nội này một phần combo nó hình như trăm mấy chục ngàn á. Nhưng mà ba mày gồ đường cái bún chả Đồng Xuân này ấy, cái chả nó ngon, nó nóng. Nhưng mà ba mày gồ không thích lắm là bởi vì nước nó làm lạnh ngắt à. Ba mày gồ không thích. À. Ba mày gồ thích cái nước đó. Nói chung là ba mày gồ ra Hà Nội ăn cũng là cái nước nó nóng lắm. Rồi đi ăn nhiều chỗ ba mày còn thấy nước nó nóng lắm, nhưng mà không hiểu sao cái bún chả Đồng Xuân này vô ăn cái nước lạnh ngắt à bà con, ngộ lắm. Chả thì chả nem chả thì cái gì cũng nóng á, mà tự nhiên cái nước lạnh ngắt à, ăn cái tự nhiên cái ba mày còn bị chổi đi cái cảm giác hồi xưa. Nói chung thì đương nhiên thì khẩu vị ăn của mỗi người mỗi khác á. Nhưng mà sao ba mày gồ không quen ăn được cái bún chả mà ăn nước lạnh ngắt thì ba mày gồ ăn không được. Rồi đây là đường Nguyễn Trãi. Hồi xưa con đường này mang tên là đường Võ Tánh. Đường này đường Nguyễn Văn Tráng nè. Đây hồi xưa là có trường sinh ngữ quân đội nè bà con, bây giờ nó là đại học Hoa Sen nè. Đây trường sinh ngữ quân đội. Cái hồ bên kia cũng đang có tổ chức một cái gì nữa nè bà con, du lịch, hình như lễ hội du lịch ha, du lịch Vĩnh Long, chào hè sôi động. À, sắp tới dịp hè là người dân người ta đi du lịch nè. Úc Sydney 51 triệu. Wow, công ty nào mà đi mắc dữ vậy trời.
À, chương trình dự tính là hè này tháng 6 ba mẹ còn đi đi Úc chơi. Mà giờ bị hủy rồi, do ba mẹ còn có người thân ở Mỹ về. À, nguyên gia đình về chơi. Năm trước nữa thì đi về dịp Tết. Mà thôi dịp Tết giờ sợ quá rồi. Thứ nhất cái gì cũng mắc, vé cũng mắc, đi về đông mệt mỏi. Cho nên bây giờ chuyển tâm đi về mùa hè chơi cho nó vui. Mà bà con cô bác biết mà, à, gia đình của ba Michael là gia đình nhà giáo. Thank you.